những câu nói của Thiền sư Viễn Minh. Khi xúc phạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Bao quát hơn thì cuộc đời là một trường học giác ngộ, dù chúng ta có muốn học bài học của mình hay không. Giác ngộ giải thoát không phải là đạt được một chân trời lý tưởng an toàn trong thường lạc, ngã, tịnh, mà chính là nhận chân bản chất của đời sống là vô thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh, để không còn chỗ cho cái ta chấp thủ bám trụ. Khi không còn chỗ để bám trụ, thì bạn mới buông cái ta đối kháng để đón nhận trọn vẹn bản chất bất toàn của cuộc đời một cách vô ngại. Đó chính là thay đổi nhẫn nại đích thực. Nhờ đó mọi phiền não được thực sự chấm dứt, để bạn có thể ung dung trong ràng buộc, tự tại giữa khổ đau với một nụ cười an nhiên, vô úy. Cuộc sống quả thật đầy phiền não khổ đau, nhưng đó chính là nơi môi trường tốt nhất cho giác ngộ giải thoát. Đúng như một danh ngôn, cảnh khổ là nước thang cho bậc anh tài, và là kho tàng cho người khôn khéo, và vực thẳm cho những kẻ yếu đuối. Và thật là thông minh chính xác khi nói rằng con người là kẻ học nghề, là thầy mà thầy là nỗi ê chề đớn đau. Không ai tự biến mình đâu, chỉ chưa từng trải nỗi đau nhiều bề. Đau khổ chính là liều thuốc đắng kỳ diệu nhất có thể loại trừ được bệnh, tà kiến và tham ái. Nếu mà tà kiến và tham ái không đưa đến khổ đau thì không bao giờ bạn thấy được đó là những thái độ sai lầm. Vậy cuộc đời là một trường học giác ngộ mênh mông vô tận, và những vị thầy lạc lõng nhất chính là những khổ đau mà bạn gặp phải trong suốt đời mình. Những vị thầy tận tụy này không những cho bạn thấy những sai lầm trong cuộc sống, cách suy xử, ứng xử của bạn, mà có thể biết được cách điều chỉnh để nhận thức hành vi của mình, giúp bạn phát huy được những đức tính cần yếu như nhẫn nại, yêu thương, cảm thông, chia sẻ. Nói cách khác, đời là tấm gương phản ánh trung thực nhất về diện mạo của bạn trong mọi tình huống, bạn nhận thấy ra chính mình.